Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Tiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu 9XX1 được trang bị một cấu hình cũng khá là ngon của dòng Shimano, là cấu hình Shimano Atut, và mức giá bên em đang đưa ra là 5,8 triệu. Khung nhôm nước sơn nguyên bản, một thương hiệu 9X của Ý. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, nước sơn nguyên bản, 9X, design Italy, một thương hiệu của Ý. Do là xe đã qua quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là trên xe xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Đấy, nhưng và với cái tầm giá này các bác đã được sở hữu một chiếc xe mang cấu hình của Shimano Atut thì cũng rất là cao. Để phía trên tay lái thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut, phanh dầu Shimano, bánh là 26 inch, máy Vatec. Từ đĩa Shimano. Chúng tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 45 cm, từ khóa cộng yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Để chiếc xe của tôi bắt từ khoảng 1m6263 đến 7273 đi là phù hợp. Trang bị 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, 27 tốc độ. Đó, chiếc xe này bán bên em với mức giá là 5,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.